cũng rất là nhiều những cái bình luận mà tiêu cực khi mà em nó vô tình phải đọc phải, nhưng mà đối với em thì nó không quan trọng lắm. Quan trọng là có thể trận đấy em không ghi bàn, nhưng mà cái kết quả của trận đấu là điều quan trọng nhất, và cái mục tiêu cũng như là cái đích đến của mình là điều quan trọng nhất. Cũng thế, em không quan tâm là ngày hôm đấy em thi đấu bao nhiêu phút trên sân và ngày hôm đấy em chạy được bao nhiêu km, em chỉ quan tâm ngày hôm đấy em ghi được bao nhiêu bàn thôi. Thì mọi người tính về cái chuyện học là về học trường này, học cái này, học cái kia. Còn em thì đã tính đi làm bảo vệ rồi, đang chơi bóng chuyền thì lại một người thầy thể dục ra bảo là có ai đi thi tuyển ở Gian không, vào đội bóng không, ở trên kia có tuyển. Em mới lần em mới phi lên đi, em đi thi tuyển trong bốn tiền đạo, con đang đứng thứ tư. Lúc đấy em thấy mẹ em như kiểu muốn khóc và hô hào rất là lớn, và mẹ em còn để một cái hình ảnh là tấm cái tay để lên ngực kiểu thở phào nhẹ nhõm với những áp lực mà em đã trải qua. Nó khoảng năm lớp 7, là rơi vào khoảng 2009, là em cũng đợt đấy là rất là mê bóng đá, nhưng mà bố thì lại hay buổi chiều chiều à, hay đánh bóng chuyền, thì em cũng hay thích chơi bóng chuyền. Xong một lần là đội tuyển tuyển sinh ở huyện Dĩ An, Dĩ An tuyển là tuyển đợt đầu là em bị loại, em không được đậu. Em nhớ như là em không đậu vì một cú đá dài mà em đá bẹp bẹp là khoảng có 5 mét thôi, mà người ta đá dài người ta phải đá cao đá xa lên, nhưng mà đây thì em sút thì mạnh, đá thì mạnh nhưng mà không đúng kỹ thuật, là nó chỉ kiểu giống như một cú sút tầm trung á, bắt đầu nó chỉ đá được 5 mét thôi, khoảng cách chỉ 5 mét. Sau cuối cùng là cái trường đấy là réo tên, kiểu như có một cái loa réo tên là những người nào đậu á, thì cuối cùng là em mong lắm, cuối cùng là không có tên mình. Thôi em nghĩ là cuộc đời bóng đá này cũng thôi, điều này chắc khó rồi. Tại đến cái năm mà giải ở Bình Dương tổ chức một cái giải gọi là giải TDC, thì em lại em đợt đó là đang chơi bóng chuyền, thì lại một người thầy thể dục ra bảo là có ai đi thi tuyển ở Gian không, vào đội bóng không, ở trên kia có tuyển. Thì em mới lần em mới phi lên đi, em đi thi tuyển, mà mẹ đấy cũng xin năn nỉ dữ lắm em mới cho đi. Xong rồi đi tuyển xong rồi bắt đầu là hỏi có đầu được, là anh biết là tuyển lúc đấy là biết cái đầu tiên tuyển là tân bóng, mà đợt đấy em đã chạy nhanh rồi là sút được rồi, chuyền bóng các thứ là tân bóng các thứ là hơn trăm cái mấy trăm cái rồi, và em mới được đậu. Lúc đó đậu là được đậu là do tân bóng tốt. Về sau là đội họ đầu tiên vào lại hỏi là có ai bắt gôn không, mình lại cũng xung phong bắt gôn được một thời gian khoảng một tháng đi. Mình thấy cứ kiểu ở trên đá thấy ngứa ngứa chân tay với lại phi lên đá, sau cuối cùng là lại đá, lúc đấy là đá tiền vệ giữa, tiền vệ giữa. Xong rồi được lên đi đá U23 toàn quốc, vòng loại U23 nha, để lại vào vòng chung kết. Xong cuối cùng là đội có một vấn đề trục trặc thì chỉ đội không được đi vào chung kết, thì lại nhường suất đấy cho một cái đội khác. Thì lúc đấy là lên đội U13 toàn quốc thì đại diện cho Bình Dương, thì lúc đấy em đá hậu vệ phải. Hai năm sau thì em lên năm một năm sau thì em lên tiền vệ phải, một năm nữa thì em lên đá tiền đạo. Thế Tức là là khoảng 2 năm thì người ta hay nói câu mà thẳng thừng gọi là không biết đá bóng á, hai năm đầu. Đến nỗi mà anh nghĩ em thấy em đi đá giải 15, mà đến nỗi mà đợt đấy là trời mưa, em vào theo người chiến thuật gần như là khoảng phút 90, còn khoảng 2 phút thôi em bước vào sân và em thấy vũng nước em nhảy qua luôn. Ủa, vẫn nhớ những cái hình ảnh ở sân Thành Long, ở sân Thành Long thấy một cái vũng nước mình nhảy qua luôn. Cười. Như vậy là em đúng là đúng tên là Tiến Linh đấy, tức là em càng tiến thì càng đến một nơi gọi là Linh thì coi là cái gì đấy là cao quý và tiến xa hơn, tức là từ vị trí thủ môn nhỉ, hậu vệ phải để rồi đã Đầy sau đủ không thiếu gì cả. này thành tiền đạo. Thực ra thì anh em biết rồi là ngày xưa cái quy trình về tuyển dụng rồi mọi thứ nó có như bây giờ đâu đúng không, nó Vâng, hồi không xưa là kiểu là thích là cho vào, nên là có mình thấy năng khiếu thì mình vào thôi. và đấy thiếu chút nữa là chúng ta không có một Tiến Linh của đội tuyển quốc gia như bây giờ nếu như mà không có thêm một cái cuộc gọi khác đúng không. Anh em nào Vâng. có nên ăn không, lần đầu là trượt nhỉ.
lần hai đang chơi bóng chuyền thì một cơ duyên đã đến, tức là hết sức là đặc biệt. Cho đến giờ thì đối với Linh thì có một người nào đấy có cái ảnh hưởng tới sự nghiệp của em không, tới cái quá trình phát triển trên sân cỏ của em? Nói mà người đầu tiên thì sẽ là huấn luyện viên Đặng Nhật Chỉnh như bây giờ. À thì đợt đấy là năm 2013 là anh biết đội TDC Bình Dương là đang đá hạng nhất. Thì đội TDC Bình Dương là xuống hạng thì đội TDC Bình Dương là giải thể. Thì lúc đó là cả đội lứa của em là lứa to lớn nhất về trẻ. Thì lúc đấy em với mọi người đang mọi ai mà học tốt ấy thì mọi người tính về cái chuyện học là về học trường này, học cái này học cái kia. Còn em thì đã tính đi làm bảo vệ rồi. À bảo vệ một cái khu công nghiệp ở gần nhà. Thì cho đến khi là cuối cùng là có một cái công chức là một công ty của BKMS thì cũng gom tất cả các lứa trẻ lại và chuyển sang một công ty khác. Và lúc đấy bắt đầu là từ cái thời đấy là huấn luyện viên Đặng Nhật Chỉnh là dẫn dắt chuyên tâm về một lứa của tụi em và cũng là rất là tâm huyết và để có những cái bước thành công đầu tiên của lứa thế hệ của Bình Dương và đạt được những cái thành tích cũng không phải là cao nhưng mà cũng là một cái tiền đề cho mình phát triển đến bây giờ. Và người thứ hai là huấn luyện viên Hoàng Tuấn. Năm đó là như hồi nãy cái hình ảnh hồi nãy là anh xem á, là năm 2015. Đúng rồi. Sau cái giải đấu đó. Sau cái giải đấu đó và tụi em bước vào chuẩn bị giải U19 châu Á thì em có mình đang chạy thể lực ở vòng quanh sân ở liên đoàn thì lúc đấy là có tiền đạo có 4 người thì lúc đấy gồm em, Hà Đức Chinh, Thanh Bình và Trần Thành. Đúng rồi. Thì quyết định em đang chạy được, em chạy lúc đấy là nói chung là thể lực của em là rất là yếu, rất là kém. Thì em mới đợt đấy là chuẩn bị U20 cơ. Ừ đúng rồi. U19 là lúc đấy là em chạy rất yếu nhưng mà cả đội chạy khỏe, chạy gần xong em chạy vẫn có gần bét mà. Ừ. Mình cảm thấy mình muốn cố gắng và mình sau khi cái đợt đấy mình thấy mình không được thi đấu đợt đua U19 châu Á là em chỉ thi đấu được vỏn vẹn vài mấy phút ở trận nhập U19 Nhật Bản thôi. Thì khi mà mình đã vào được tới U20 World Cup rồi thì em mới nghĩ là tại sao không, em mới nghĩ trong đầu là huấn luyện viên ít dùng mình và mình phải đặt câu hỏi là tại sao huấn luyện viên ít dùng mình và mình phải cố gắng như nào để sau này để huấn luyện viên Hoàng Tuấn có thể dùng mình nhiều hơn. Sau cái giải đấu đó là em trở về thi đấu với câu lạc bộ và đến cái giải đấu chuẩn bị cho U20 World Cup thì ở Nha Trang, tập huấn Nha Trang và Đức. Thì đợt đấy huấn luyện viên Hoàng Tuấn là đang chạy thể lực thì huấn luyện viên Hoàng Tuấn có nói một câu là trong 4 tiền đạo con đang đứng thứ 4. Thì câu nói đó mình cũng cảm thấy nó hơi bị chặn lòng á. Thì em mới nghĩ trong đầu là mình phải phấn đấu làm sao để trở thành số 1. Và đến ngày hôm nay thì em vẫn nhớ nhìn câu nói đó và khi mà đạt được thành công thì vẫn luôn nhớ đến câu nói của thầy Hoàng Tuấn trong cái thời điểm đấy. Và lúc đó em tập nhiều hơn, đang hăng hái. Đối với em, đối với con người của em thì mình luôn luôn phải có cái mục tiêu riêng cho bản thân và luôn luôn mình phải biến thành luôn luôn biến mình trở thành một người tốt nhất, giỏi nhất. Wow. Rất là cảm ơn Linh. Hôm nay em chia sẻ nhiều điều hay quá. Tại vì lúc đấy em mới suy nghĩ là tại sao họ làm được mà mình không làm được. Mình phải cố gắng thôi. Sau này em cũng nghe những câu chuyện về việc là Linh lúc nào cũng quyết tâm là em muốn trở thành cầu thủ số 1 Việt Nam. Đấy, cái ý chí đấy thực sự là rất là đáng khen ngợi. Đúng không? Wow. Và bây giờ nó vẫn như thế. Hôm chung kết SEA Games, đấy là một câu mà chắc là em nói các em nhớ ngay. Đấy là cuộc đời sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu. Em nói lại được không?
lúc đấy là cảm xúc, và đúng là mình chỉ nói được một câu đúng, chắc đối với nhiều người thì họ cũng sẽ suy nghĩ giống như em, đúng là cuộc đời sẽ không có lần thứ hai, cuộc đời trong sẽ khoảnh không... khắc như thế đâu. Câu nói chung là mỗi thành công thì họ sẽ có một cái quá trình, và cũng như là giống như là mình đang ở, mình quay lại một chút ở năm 2019 ở Philippines. Thì lúc đấy là lần đầu tiên vô địch SEA Games, thì cũng mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nhưng ở SEA Games lần này cũng mang một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt ở chỗ là mình được thi đấu trên sân nhà. Và cũng lần đầu tiên Việt Nam bảo vệ thành có mục tiêu bảo vệ thành công một tấm huy chương vàng. Đúng rồi. Mang lại những nhiều cảm xúc, và em là một trong những 4 cầu thủ đã từng thi đấu trận chung kết SEA Games năm 2019. Chính xác. Và cũng 4 cầu thủ cũng đã có mặt trong trận chung kết SEA Games 2022. Thì em hiểu được cái tính chất của trận đấu, và em muốn làm một cái điều gì đó để có thể giúp cho đội tuyển Việt Nam giữ lại tấm huy chương vàng. Và mọi người có thể thấy là 40.000 khán giả đã ngồi sẵn trước trận đấu diễn ra khi mà trời mưa. Khi bọn em đã khởi động thì họ đã lội những cái áo mưa, cũng như là thấy những cái hình ảnh qua mạng xã hội là họ sắp sẽ, tất cả nhiều tỉnh thành họ có thể tập trung ở một nơi, họ cổ vũ cho đội bóng, họ làm tất cả mọi thứ để cái tỏa ra cái niềm đam mê của mỗi người dân. Và chúng em đã cũng không thể làm gì, muốn làm được rất nhiều điều cho mọi người, muốn làm rất nhiều điều, và đã họp lại và nói với nhau là giống như hồi nãy cái câu mà em nói là cuộc đời sẽ không có lần thứ hai, là chúng ta được thi đấu trên sân nhà, được chứng kiến, được mọi người chứng kiến ở khắp nơi trên toàn quốc, và mình phải làm một cái điều gì đó dành tặng cho tất cả mọi người, cũng như là mọi người có thể thấy là người nhà ở đây, trong những người, tất cả những người có vợ, có con, và những người nhà của mình, người ta đi xem, người ta kỳ vọng vào mình. Hãy để cho khi mà kết thúc trận đấu, chúng ta có được dịp ăn mừng cùng tất cả các thành viên của gia đình, cũng như là tất cả người hâm mộ, và toàn đội cũng đã chiến đấu một cách rất là kiên cường, và cuối cùng thành quả cũng đã đến. Là ông và người nhà ở Hải Dương ạ, ông và bác. Thì bố mẹ bận một chút công việc không thể ra với em được. Thì có ở nhà ở dưới Hải Dương, cũng lên các ông bà thì cũng lên xem và cổ vũ tinh thần cho em và cũng như là toàn đội. Và cuối cùng thì mình cũng làm được cái điều mà người dân cũng như là gia đình mình mong muốn. Anh có biết là cái tình trong mẹ em mà khi mà chứng kiến cái bàn thắng mà ở trận Malaysia, em có xem lại trên có phóng viên ở Bình Dương có tới quay, và em có xem lại cái hình ảnh cả nhà xem đá bóng và ăn mừng bàn thắng của em, thì lúc đấy em thấy mẹ em như kiểu muốn khóc và hô hào rất là lớn. Và mẹ em còn để một cái hình ảnh là tấm cái tay để lên ngực, kiểu thở phào nhẹ nhõm với những áp lực mà em đang trải qua. Và mình cảm thấy rất là thương. Khi mà em đang nhận huy chương vàng, em cầm một cái tấm hình gia đình lên. Và em luôn muốn là mọi cái vinh quang, mọi cái thành công của mình đều có sự tiếp đằng sau, luôn có gia đình ủng hộ. Vừa nói trực tiếp rồi. Anh hôm đấy anh bình luận thì anh cũng có một cái ý đấy là dường như ngày hôm đấy có vẻ như có một kế hoạch mà của huấn luyện viên Hoàng Sơ mà nó làm cho em đấy phải hy sinh hơn thì phải, nhận như đá xa phân thành hơn và cũng làm sao để lôi kéo hậu vệ đối phương, đúng không? Có một cái sự chỉ đạo nào như thế không? Vâng, khi mà em vào bắt đầu trận đấu thì em mới thấy là mình mới để ý là hai trung vệ của họ hay để ý mình rất là nhiều, và mình nảy ra một ý là mình ngồi sâu một tí để thu hút các hậu vệ để tạo khoảng trống cho các tiền đạo xung quanh như Tùng, như là Dũng để có thể phát triển, có thể hoạt động tốt hơn. Cái bàn thắng ấy anh thấy rất là hay, là
nó có phải là một bài tập hay là có một ý đồ gì đấy không, bởi vì lúc em có bóng thì thông lệ là quả đấy mà truyền sang cánh phải thì cũng hay đúng không, vì lực lượng bên cánh phải cũng vâng, tốt. Nếu mà em đánh, nếu mà đánh luôn ở cánh phải thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà khi mà trước trận đấu thì huấn luyện viên Park luôn có những cái chiến thuật riêng để áp dụng cho từng phút thi đấu, từng khoảng thời gian thi đấu, và cuối cùng cái thành quả của những cái gì mà tất cả các đội tuyển chuẩn bị thì cũng đã có một cái bàn thắng cũng như là một cái chiến thắng mang lại bao nhiêu niềm vui cho người hâm mộ. Từ lời quả đấy là em chọn Phan Tuấn Tài để chuyền bóng, có phải là ban huấn luyện cũng như em cũng đánh giá khả năng tạt của Tuấn Tài tốt? Khả năng tạt bóng của Tuấn Tài cũng như là của Đô để mang một sự chuẩn xác rất là cao. Ở trong cái giải đấu SEA Games vừa rồi thì Tài cũng như là Đô cũng có những pha kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Từ ô vỡ hòa thì cũng phải kể đến bàn thắng ở phút thứ 111 trận Malaysia nhỉ. Lúc đấy anh em trước khi ghi bàn thì anh em nghĩ thế nào? Có cảm thấy căng thẳng không? Thường thì bọn em sẽ có một cái quy định là em sẽ là người chạy cột 1. Nhưng mà lúc đấy là Tùng vào sân thì em mới nghĩ trong đầu là nãy giờ mình làm chưa tốt cái vấn đề đấy, thì em bảo là Tùng ơi em chạy đi để anh ở lại cho. Thế cuối cùng lại bóng lại rơi đúng vào đầu mình. Bàn thắng ở phút thứ 111 anh em đang được xem lại. Đúng là cái lúc đấy thì nó là một cái sự bùng nổ khủng khiếp. Bởi vì Malaysia mới đá quá chặt chẽ đúng không? Mình thì cũng chịu rất là nhiều áp. Họ thi đấu với như là sơ đồ 5-4-1. Đến phút đội nhận ra là khi mà bất bại phụ thì toàn bộ các thành viên của đội tuyển Malaysia không thể chạy được nữa rồi. Nên bọn em lúc đấy chỉ chiến đấu bằng tinh thần và của người dân Việt Nam, và cuối cùng đó cũng có một chiến thắng bước vào chung kết lần thứ hai. Cái áp lực đây như cái hình ảnh mà em ăn mừng bàn thắng trận Malaysia thì có vẻ như nó không chỉ là áp lực giải tỏa với đội của chúng ta mà còn áp lực với chính bản thân em. Ra trước giải đấu SEA Games thì em không chỉ em mà tất cả như Dũng với lại Đức thì cũng chịu những áp lực không nhỏ khi mà là những người cầu thủ trên 23 tuổi, khi mà họ cũng đang đặt một cái dấu hỏi cho em vì khi mà chấn thương ở trận gặp Oman ở vòng loại World Cup. Thì em cũng muốn trong mỗi cái giải đấu thì em luôn có một mục tiêu riêng cho bản thân trong từng giải đấu cũng như là trong tất cả các trận đấu. Thì có rất, em thấy có một cái câu nói rất nổi tiếng của Nistelrooy vậy. Tôi không quan tâm ngày hôm đấy tôi chạy được bao nhiêu cây, tôi vượt qua bao nhiêu người, tôi chỉ quan trọng ngày hôm đấy tôi ghi được bao nhiêu bàn. Đúng. Đấy là câu nói rất là hay. Đối với hơi em con như phong cách thi đấu của em hơi thực dụng một chỗ là em không quan tâm là cũng đấy, em không quan tâm là ngày hôm đấy em thi đấu bao nhiêu phút trên sân và ngày hôm đấy em chạy được bao nhiêu km, em chỉ quan tâm ngày hôm đấy em ghi được bao nhiêu bàn thôi. Được tin là mình được có tên trong danh sách có 23 cầu thủ trên 23 tuổi thì em cũng rất là vui khi mà mình lại được có tên trong một cái giải đấu nữa, giải đấu lớn nữa của khu vực. Và lần này là một câu chuyện khác, là chỗ là em là người trên 23 tuổi được bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và em càng muốn chứng minh cho mọi người thấy là em có ông thầy của mình là luôn đặt niềm tin vào mình, và em muốn đáp lại cái niềm tin đó bằng việc là muốn đạt được cái đích đến cuối cùng của mình, đó là cái tấm huy chương vàng. Và cuối cùng em cũng làm được trước rất nhiều áp lực chỉ trích, nhưng mà đối với em thì cũng rất là nhiều những cái bình luận mà tiêu cực khi mà em nó vô tình phải đọc phải, nhưng mà đối với em thì nó không quan trọng lắm. Quan trọng là có thể trận đấy em không ghi bàn, nhưng mà cái kết quả của trận đấu là cái điều quan trọng nhất, và cái mục tiêu cũng như là cái đích đến của mình là điều quan trọng nhất. Bây giờ 24 tuổi, Linh có nghĩ rằng có một ngày nào đó quốc ca Việt Nam vang lên ở đấu trường World Cup không? Chắc chắn là một điều là mình luôn hiện trong đầu của mình là sẽ một ngày nào đó là Việt Nam sẽ tới vào chung kết World Cup. Và trong cái vòng loại 3 của World Cup 2022 vừa rồi thì đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng thi đấu rất là tốt và cũng đã có những cái điểm số lịch sử
Thì đó cũng là một cái bước đệm và cũng như là tiền đề để cho khi mà những đợt vòng loại World Cup tới 2026 thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn và có thể có một cái tấm vé đến vòng chung kết World Cup. Em tin là như vậy. Phải tin như vậy vì thứ nhất là bắt đầu từ 2026 thì số lượng đội tăng lên này. Thứ hai là anh nghĩ là với cái trải nghiệm ở vòng loại thứ ba vừa rồi thì anh em mình cầu thủ chắc là cũng già dơ hơn rất nhiều. Anh nói thật là chỉ cần xem Thanh Bình hay là Bùi Hoàng Việt Anh đá ở giải U23 châu Á thì mọi người mới thấy được cái giá trị của những cái trận đấu mà thực chiến đỉnh cao như là chúng ta từng trải qua ở vòng loại thứ ba đúng không? Hay kể cả như Linh, rồi Hoàng Đức, Hồng Dũng đá những cái trận căng như gặp Malaysia ở SEA Games, rồi gặp Thái Lan chẳng hạn, thì anh nghĩ là tất cả những cái thời điểm đấy nó đều là có được cái hiệu quả từ việc đá những trận rất căng ở vòng loại ba, cho nên anh em duy trì cái sự tập trung tuyệt vời. Linh đã từng ghi 8 bàn ở vòng World Cup, 5 ở vòng loại 2, 3 ở vòng loại 3 thì bây giờ em có thể chia sẻ với mọi người là thích nhất bàn thắng nào không? Nói về thích nhất bàn thắng nào thì đa phần họ sẽ nghĩ đến bàn thắng của quả lưới UAE là lượt đi sân Mỹ Đình. Vâng. Nhưng mà em thì lại thích cái bàn thắng vào trận Trung Quốc ở mùa Tết. Wow, đúng. Tình huống đấy thì phối hợp rất là hay và cái điều quan nói cái câu này thì hơi ích kỷ một tí, nhưng mà cái bàn thắng đó thì lại giúp em lại được có được 8 bàn thắng thì lại vượt qua được anh Công Vinh ở vòng loại World Cup và tiếp tục có một người ghi thật nhiều bàn thắng ở vòng loại World Cup cho đội tuyển Việt Nam. Và điều quan trọng hơn là mang lại một cái không khí Tết rất là nhiều niềm vui cho người dân Việt Nam. Nói chung là nó là một cái sự khởi đầu như mơ trong những ngày mà đầu năm mới âm lịch của mình rất là quan trọng. Hôm đấy thì anh cũng rất là ngẫu hứng vì là Tài ghi bàn này, sau đó là Đức là định 3-0 thì anh cũng ngẫu hứng có một câu bình luận là chúng ta vừa có Tài vừa có Đức nên là có một đêm rất là lung linh. Tìm ra câu bình luận có cả tên của cả ba cầu thủ ghi bàn ngày hôm đấy. Nhưng ngày hôm đấy là một cảm giác tuyệt vời mà cũng anh nghĩ là chắc chả bao giờ có lại, vì làm gì có cái chuyện mà lại có thêm một lần nào đấy chúng ta đá vào đúng ngày mùng 1 Tết đúng không? Cho nên là ghi bàn mới là tuyệt vời em ạ. Ở bên ngoài thì em lại có vẻ như là cũng là một danh hài của đội thì phải nhỉ? Đây, mọi người xem. Một danh hài. Cái trend này đang ở trên Phú Thọ này, em thấy ở trên TikTok rất là nhiều câu. Mà cái tình huống này thì hình như là em quay đi quay lại khoảng 10 lần, buồn cười quá, tụi em không thể quay được nghiêm túc. Mà cuối cùng vì sao mới quay được? Có vẻ như là cũng hay cà khịa, hay trêu chọc, hay quát thì phải nhỉ? Thực ra là trong một ngày mà gặp nhau mà em với thầy mà không chọc ghẹo nhau là như là không được, không có, hình như là không có một ngày nào mà không chọc ghẹo nhau ấy. Từ trên sân tập. Từ sân tập là tới nhà ăn rồi phòng ngủ ở đầy đủ luôn. Đây, ví dụ anh này lúc ngủ. Lúc này là đỡ đang massage. Thì đi ngủ, chờ rồi đi ngủ. Xong rồi mấy anh em chỉ cứ bảo mà quay lại đi. Thế cuối cùng chờ quay lại. Thầy trông đáng yêu thế, học trò còn đáng yêu hơn. Nhưng mà thầy mà xem hình ảnh này để cho em đá chính là thầy cũng dễ tính đấy. Rất là tuyệt vời. Điểm thứ ba nữa là anh thấy là Linh hình như là ngoài Tài ghi bàn ở đây, hình như anh em mà chuẩn bị thêm một điều nữa đặc biệt đây. Ngoài Tài ghi bàn này thì Linh còn là diễn hài tốt, và thứ ba nữa là nấu ăn giỏi. Yeah. Khi mà về nhà thì em đa phần là em sẽ vào bếp thay mẹ. Ờ. Nấu cơm, nấu ăn. Mẹ bảo là hôm nay ăn gì thì mẹ bảo là hôm nay ăn gì thì mẹ đi chợ. Tại vì chợ ra thì em cũng không để em ở nhà, thì mẹ đi chợ xong rồi cuối cùng là em bảo là ăn món này thì em vào bếp tự làm cho gia đình. Thì sẽ có một bữa cơm gia đình. Em thích cái điều đấy, em thích khi mà về nhà, khi sau những cái giải đấu mà căng thẳng mệt mỏi, em thích về nhà nấu một bữa cơm gia đình cho cả nhà cùng ăn, thì em điều đó là em thích nhất. Đây là trong khu khu cách ly.
ở Ốc Hương ở trong khu cách ly đợt vòng loại 2. Ừ. Cái này là hấp ốc Ốc Hương đúng không? Rang muối nè, đợt này à. Rang muối cơ. Thế tại sao lại là Linh Ốc Hương nhỉ? Em thực ra đa phần em hay anh Huy anh hồi trước tức là năm 2019 là anh ở chung ở cái trận đợt đấy là đội tuyển đã vòng loại thứ hai World Cup thì trước trận khoảng 2-3 ngày thì em hay kêu hay gọi là anh Huy trước Huy gọi em là một phở một ốc hương thì em về em ngồi em ăn em cứ ngồi ăn một mình ấy. Như thế này chẳng hạn. Vâng. Như đây là trong khu cách ly. Mình ngồi mình vừa ăn cơm xong mình không ăn thì mình ngồi mình xào mình nấu đồ ăn nhá thứ. Như ở nhà chứ ở nhà thì em hay làm những cái món gia đình hay là lâu lâu thì bày vừa mấy cái món mà hơi khó làm một tí. Mấy món này thì khó thật. Nói chung là anh em trên kênh YouTube lúc này là đang miệng là đang hơi có vấn đề một tí rồi đấy. Nhìn cái cảnh vừa rồi là cũng thấy anh nói thật ăn tối vừa lại nhìn thấy càng đói hơn. Anh rất là để ý một cái món mà hôm cái chương trình truyền hình thực tế đến nhà em làm đấy là cái món mà nấu cái khoai. Nấu khoai nó rất là gợi nhớ lại cái món giải cái khoai. Ờ, giải khoai ốc đúng không ạ? Đúng rồi. Cái món đấy tội vì anh xem anh thích cái đấy thì là ngày xưa đợt còn nhỏ anh cũng hay được bố mẹ làm cho ăn. Nhưng mà em là như là nấu với ốc đúng không? Cái giải khoai đấy nấu với ốc, còn anh thì là hay được nấu với cá. Khoai ốc. Cái món đấy ăn khá là hay, ăn rất là hay luôn, mà em lại làm được anh cũng tài. Tốn cơm lắm hay chứ. Tốn cơm. Em có bao giờ nghĩ đến việc là em xuất ngoại không? Hoặc có mong muốn đấy không? Em cũng có một cái mong muốn xuất ngoại để thử thách bản thân của mình, cũng như là biết mình còn đang còn thiếu cái gì và mình để phát triển. Nhưng mà cũng có một cái số trở ngại là cái vị trí của mình cũng hơi là khó. Tiền đạo mà vì đa phần là địa chỉ của mình là cũng là khi mà đến một đội bóng nước ngoài thì đội bóng nước ngoài đấy cũng sử dụng những tiền đạo tây để thi đấu thì cũng đó cũng khá là bất lợi. Nhưng mà nếu mà có một sự đi xuất ngoại thì em cũng muốn thử thách bản thân mình. Em chia sẻ về việc em học được bên cạnh anh Đức, bên cạnh Công Vinh rồi. Lúc nãy em có nói là việc em ghi bàn hôm ở mùng 1 Tết chẳng hạn là vượt qua kỷ lục của Công Vinh, tức là con người ta lúc nào cũng có một cái đích đến thì sẽ về đích. Đấy là điều rất là tuyệt vời từ Tiến Linh. Linh có một điều ước gì với đội tuyển Việt Nam trong năm nay, năm 2022? Và cá nhân của Linh? Muốn mục tiêu của năm trong năm 2022 với đội tuyển quốc gia của em thì là chắc chắn là sẽ hướng tới chức vô địch ở AFF Mitsubishi Cup thì phải. Ui, kinh thế, cập nhật nhanh đấy. Đúng rồi. AFF Mitsubishi Cup. Và xa hơn thì mục tiêu cá nhân thì em sẽ là cầu thủ ghi bàn cho không chỉ hàng đầu cho Việt Nam mà cũng như là cả giải đấu. Của AFF Cup luôn. Anh có một niềm tin vững chắc là em sẽ đạt được mục đích của mình. Em đã từng đặt ra mục tiêu là sẽ là cầu thủ số 1 Việt Nam. Và rất có thể sẽ không xa em sẽ có quả bóng vàng Việt Nam như một cách để ghi nhận vị trí đó. Và cái mục tiêu em vừa đề ra thì anh nghĩ là ở tuổi 24 quá đẹp để nỗ lực cho mục tiêu của mình.